Mến chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Trước mặt anh chị các bạn là một cây mai tứ quý ghép dảo 24 cánh ở làng mai Bình Lợi, vườn mai Xuân Phương nè anh chị. Thì mấy bữa nay ở trên mạng đang có một cái một dòng luồng ý kiến mà cho rằng là cái cây mai dảo 24 này thì cái nút nụ của nó và cái độ đi chèo của nó là nó không có nhặt, nó còn bị thưa. Thì hôm nay em sẽ quay cho anh chị xem. Đây là cái cây mai ghép được hơn một mùa nè anh chị. Cây mai ghép được hơn một mùa, dảo 24 cánh. Thì em quay trước cho anh chị xem cái cây này, rồi chút nữa em sẽ vào quay cái cây mai diêm và những cây mai mà ảnh đã nhân giống ra ha, để xem coi cái độ đi chèo của nó như thế nào. Và gặp anh Phương để giải đáp cho anh chị các bạn cái thắc mắc này của một số anh chị mà đã mua và nhân giống cây mai dảo 24 cánh này anh chị. Đây là cái cây mà của anh Tú nè, anh Quỳnh Tú anh chị, là ảnh cách đây là chừng hơn 5 năm ngoái em có quay cho anh chị lúc ảnh để ở vườn ảnh á. Bữa nay thì vô bồn ở đây luôn rồi. Còn đây là cái quang cảnh ở ngoài đầu sân ở vườn anh Xuân Phương nha anh chị. Cái bảng hiệu ảnh đây nè anh chị. Chút xíu nữa em có đây vườn mai Xuân Phương nè. Đây kênh xã Tỉnh ha, xã Bình Lợi. Ở số điện thoại anh luôn nè. Đây là cái kênh xã Tỉnh nè anh chị. Chút nữa là anh có rủ em đi chọn 72 cây mai để dâng lên tượng Bác ở Nguyễn Huệ đó anh chị. Này chút xíu em sẽ có cái clip nữa. Anh chị mình cùng đón xem coi, em chưa biết chỗ nào hết. Chưa biết cái cây ở đâu hết. Nhưng mà được biết là không phải ở đây. Là cái vườn khác của anh. Hồi nãy là ảnh đang vào chậu ở phía dưới đây nè anh chị. Đó, vào chậu. Bấn từ bồn lên, mình vô chậu. Rồi khu vực này là ảnh để chất trồng mà cái gì hôm bữa ảnh nấu em qua mất tiêu rồi đây nè. Phân hữu cơ đó anh chị, mà ở đây là không phải là phân dơi mà ảnh là xài phân tầm. Mấy cái đống đó là cái đống phân tầm của ảnh á. Ở đây hôm nay có cái cây này đang trổ bông đẹp quá, em quay cho bà con ngắm nè. Tại ở vườn của ảnh á là có rất nhiều cây mai đẹp. Quay ở đây hàng năm thì ở vườn mai Xuân Phương cũng có đi săn lùng cây vòng vòng ở đây nè anh chị. Bởi vậy đây là cây mai dảo anh chị ha, hai lớp, mỗi lớp là 5 cánh. Ủa phải hai lớp không ta? Đúng rồi, mai dảo nè anh chị. Mai này mai dảo chứ không phải mai 5 cánh. Nó nhìn xa em tưởng là mai 5 cánh luôn chứ. Cây này cây mai dảo anh chị. Rất đẹp. Cây này là một cái giống, một trong 8 giống mà hôm bữa anh nói là đẹp lắm nè, có cái bông nè. Bông nhìn thấy cũng đẹp nè. Đó. Cây này bông nó tầm khoảng 6 xăng rưỡi anh chị. Khoảng 6 xăng rưỡi. Rụng vậy rồi nè, thì chắc là nó nở được ngày 2 ngày rồi. Đó. Thì những cây như vậy dài mình chơi Tết khỏi ghép luôn. Mấy cây mai zin không anh chị. Đây trồng bồn ha. Khởi chừng khoảng tháng 10 á, ảnh có nói là ở vườn ảnh sẽ đưa lên những cây ở dưới bồn nè, lên chậu. Mai lớn anh chị. Thì lúc đó em sẽ quay cho anh chị xem coi cái cách ảnh từ mai bồn rồi mai đất nữa, mai đất tháng 10. Còn mai bồn mai lớn thì cũng chuẩn bị sắp tới rồi nè. Thì ảnh sẽ vô chậu như thế nào.
khu vực này là ở đây hôm bữa có cái cây cặp mai mà giảo thơm nè, đang test nè. Đó, chút nữa ghé qua thăm nó nữa anh chị. Rồi, tình hình nó như thế nào rồi. Cũng chuẩn bị là chuẩn bị tới ngày chỗ rồi đó. Này bên này mới có đường qua bên kia. Giờ này là nước đó, thủy triều nó dâng lên là sao mà thấy chỗ nào cũng ngập hết luôn ha anh Phương ha. Hôm Hello. qua nó bị xúc cái bụng rồi. Dạ chào anh Phương Chào nha. Hồng, chào anh em. Dạ. Nay em đang có một cái thắc mắc cũng nhiều anh em trên mạng đang hỏi về cái giống 24 đó anh. Đúng rồi, Mà cái cây nãy em quay cái cây mà của anh Tú ở trong cái bồn đó. đúng rồi. Mà thấy cái nó chèo nó đi hơi bị thưa á. Thì anh có ý kiến gì Thì về đây cái vấn đề này không? sẵn tôi cũng phân tích thêm, tại vì tôi làm đây nó cũng thật ở đây nè. Do Đó, cái giống nó hay sao anh? cái giống nó đó, nếu anh em á, đây nè, đây nè, đây là cũng giống 24 nè. Tức là ghép tôi xả tà, tôi thả tàn á. Tôi không có chặn lại đó thì nó ra như vậy đây. Nó ra như vậy đây. Đó là nó đi đọt không á? À, là nó ra riết ra riết ra riết á, nó hơi thừa lá một chút. Cái nách lá nó thừa thừa một chút đó, thì nói chung thì nếu mà anh em mà lấy giống á thì anh em thả tàn như vậy để mà lấy giống, còn nếu anh em muốn muốn chèo nó ra nhiều á, chèo nó ra nhiều á, đây cũng là một cây 24 lần đầu mà bữa hổm anh em mình test bông nó đó, nhớ Đợt một phải không anh? không? À, này là đợt một nè, đợt một này thì được hơn năm rồi. Là tôi ghép đợt 1 đó. Để coi mắt kép nè anh chị. Mắc kép nó đây. Đó. Đó, mắc kép này, nó cây này tôi ghép hai vo. Hai bò. Đó, một vo đây, một vo đây. Còn cái bên kia. Cái này chung với nhánh này mà. Phải Không, cái không? nhánh nhánh này chung nhánh này chứ. Nói chung đó, hả? Giống giống cái bò riêng quá vậy. Khoan để coi thử. Hình như ba Ờ, bò ba á. vo, ba vo, cây này ghép ba vo nha. Ba bò. Một vo đây, một vo đây, vo đây, ba Dạ. vo đúng rồi. Đó thì như cây mai này đó thì nếu anh em muốn ra chèo nhiều quá thì cắt đọt nó đi, cắt đọt nó nè, ha, cắt cái gì thì chèo nó ra đầy thôi. Như cây này chèo nó ra vẫn bít nè, nó cũng như cây mai thông thường thôi. Còn anh thả anh em thả đọt để lấy bo á, anh em không chặn á thì Nó sẽ giống cây bên đó. nó sẽ giống như cây này nè. Cây này nó không chặt đọt, chèo nó ra cũng khá chứ bộ, nhưng mà đại khái là nó hơi thưa thôi. Nó thừa. Anh em cứ gần chặn ngay đây thì nó ra ba bốn cái chèo này, nó sẽ bít kín cây như cây này thôi. Cây Cái này là này anh bắt đầu chặn từ hồi hồi nào? chặn nay cũng chắc cũng mấy được mấy tháng rồi đó nè. Ví dụ mình chặn vậy nè Mấy đó. tháng vậy cũng đâu có nhặt đâu. Tại vì nếu mà bình thường đi, nếu bình thường từ lúc ghép cho tới lúc chơi á, mà muốn nhặt thì tới anh chặn từ lúc nào? Nói chung mỗi đợt đọt ra mình đều chặn hết. Mỗi À, đợt đọt nó ra, ví dụ mỗi chơi nó ra. nó ra như vậy đi, nó ra đủ cơ của nó nè, À, thì mình lại chặn ngay đây đi. khoảng khi nào là theo anh khi nào là đủ cơi? Đủ cơ nó là gì? Nếu mà người nhà vườn á mà làm á là chắc chắn sẽ biết cái cơ nó đủ. Tại vì khi cái cơ nó ra đủ rồi á, như cái đọt này đang ra nè, đúng Dạ. không? Còn cái nhánh mà ra đủ rồi, cái lá đầu nó sẽ nhỏ nè, như lá đầu này nó sẽ nhỏ lại. Đúng không? Lá đầu này nè. Cái lá đầu nó nhỏ, nó khác hơn là cái lá đầu nhỏ đọt đang ra, đọt đang ra nè. Thì nó À. như vậy. Còn mà nếu mà đọt nó ra đủ cơ rồi đó là cái lá đầu nó sẽ teo lại nha, như thế này nè. Hai cái lá đầu nó sẽ teo lại nè, thấy không? Lá đầu nó sẽ À. nhỏ lại, đó là đủ cơ đọt của nó. Chứ không phải là nó đỡ nó ra tầm khoảng mấy cm là mình cứ dứt ha anh, Không phải mấy cm đâu, là nếu mình phải quan mà sát. thì nói chung cũng tùy theo ví dụ anh em mình cách làm của mỗi vườn thôi. Như À. tôi ở đây đó là thí dụ tôi để đủ cơi đi nè, như thấy không, là hai cái lá nhỏ này nó sẽ khác liền, nó Nó tự bị động nó khăn lại teo phải lại. Đúng rồi, tự động nó còn nhỏ mà nó teo lại, không? À. nó già lại là nó đủ cơi của nó. Em lại tưởng là cái lá nó đi đọt nhỏ mà nó ra mới mới ra mà nhỏ vậy là cái cây bị yếu chứ. Không, Không nó phải ra hả? đủ cơi á là cái lá
trên cùng của nó là tự động sẽ nhỏ hơn là những cái lá đàn gà nè, như cái đọt đàn gà nè, nhìn thấy nó khác không? Nè, cái đọt đàn gà nè, nhìn nó khác liền, cái lá nó khác liền, lá nó nhỏ nhưng mà nó còn non, nó mận mận mong mận. Còn cái lá mà đủ đọt, đủ cơi đọt nó rồi á thì nó lại khác nữa. Đâu anh kiếm cái lá đủ cơi đọt mà nó teo thử coi. Nè, như cái này nó đủ cơi đọt nè, lá nó teo lại nè, lá lơ này nè, này là nó còn non nha. À, còn như cái cây mai nè, đủ cơi đọt nè, đủ đọt nó lá nó sẽ nhỏ lại. Cái lá trên cùng này nè, nó già nhưng mà nó nhỏ là đủ cơi đọt. Rồi nó phải đứng lại, nó đứng lại một thời gian nhất định thì cái đọt này nó mới ra tiếp được. Đứng là khoảng bao lâu anh, 2 tuần không? Chắc cỡ đó đó. Nếu mà nó đủ cơi một cái qua nó bắt đầu ra cơi hai là cũng phải 2 tuần trở lên. Vậy là mình chơi nếu mà từ bắt đầu mình ghép mà mình làm muốn làm nhặt cây là sẽ làm giống như anh. Đúng đó rồi. Là qua cái cơi một là mình phải đợi cho nó hàng cái lá cuối là nó khằn lại luôn. Đúng rồi. Như cái cây này bây giờ ở dư nhánh đâu thiếu nhánh đâu. Này phải gông bỏ bớt nè. Nó dư nhánh rồi. Mà cái cây bên đây ông coi nè. Dạ. Cây bên đây nó trống lỏng à. À. Nó để mình để nuôi nó dài nó chống lỏng à. Không còn có, ví dụ mình chặn lại thì luôn. Nó cứ kín lại. Là chèo tự động nó ra. Bây giờ mình như cây này giờ mà tôi đút kéo vô tôi chặn là vài bữa chèo ra kín hết à. Nó nhưng mà là anh không có chặn từ đầu thì nó lại vẫn thưa ở bên. Đúng rồi, nó ra đầu. Nó cái đọt nó cứ xì nó ra. Còn muốn mà làm đẹp là phải làm từ cái cơ đầu tiên ha anh. Đúng rồi. Nó từ cơ đầu qua cơ thứ hai là bắt đầu phải làm thường xuyên đó. Vậy mấy cây ở đây là anh có ghép đồng loạt một đợt không hay là một đợt hết á? Được mấy đợt rồi? Này là cái cây nói chung cái lô này là một đợt á, nay hơn một năm. Mà anh được mấy lô rồi? Cây mẹ tôi ghép ra được ba lô. Ba lô, cái này là lô thứ mấy anh? Cái này lô đầu tiên hết. Lô đầu tiên hết. Còn lô thứ hai tôi để bên kia. Lô đầu tiên này coi như là anh mới chặn mấy tháng nay thôi. 6 tháng không anh? Không có đâu, cái này trộn nó ra đợt cỡ này chắc 2-3 tháng à. Tại nè, dấu chặn nè. Nè, dấu chặn nè. Là hồi trước là anh cứ để năm ngoái, bây giờ là năm ngoái là anh cứ để cho nó ra. Không, cũng có chặn 1-2 đợt à. Nè, chặn cái đợt trước nữa nè, thấy không? Cái dấu mình chặn nè. Có chặn. Đó, đó. Còn cái dấu mà hồi Tết mình xả tàn nằm trong này. Nè, cái dấu xả tàn cũ nè. Rồi nó ra tới đây tôi chặn một lần, rồi ra tới đây tôi chặn lần nữa nè. Rồi bây giờ tôi mới chặn một lần này nữa. Làm nó kín đều hết. Rồi bây giờ em quay cho anh chị xem cái chèo có cây này nha. Rồi chút nữa mình thử đi qua ba đợt của anh coi cái chèo nó ra có khác nhau không. Nút đó nè. Thì mình cũng nói luôn, vườn mai mình nút thời điểm này nó chỉ có vậy thôi, chứ còn lớn hơn là không có, mà nhỏ hơn thì cũng không có. À, chèo thời điểm này của mình là nó như vậy. Nút chứ, nút thời điểm này là nó là như vậy. Kể cả cây nào cũng vậy, mở lên coi thì nó cũng nằm cái tầm đó. Cái này giảo xương phương nè. Cái này giảo xương phương. Vậy. Đó. Không, mình lấy cái giảo 24 đi anh. Thôi, coi cùng một đợt của nó là mấy cây xung quanh này, cây nào nữa? Nó nằm dưới này. Đi xuống đây. Mình coi đúng bốn đúng một loại của ảnh coi như thế nào. Đúng cây giảo 24 luôn. Đợt đầu chắc mình ghép cũng được mấy chục cây. Cái này Thủ Đức phải không anh? Cái đó Thủ Đức. Bông Thủ Đức anh chị. Thủ Đức này Phú Tân nha. Tại Phú Tân, Thủ Đức mình hay trồng chung. Này Thủ Đức, nhìn lá nó là khác nhau. Đúng rồi. Nè Thủ Đức nè. Thủ Đức. Đó, bên đó cũng Thủ Đức có cái bông á. Thủ Đức. Nè, bông Thủ Đức nè. Đẹp anh. Này cũng Thủ Đức nè. Bông bên đây nè. Bông nó đẹp nè. Này cũng Thủ Đức, bông bên đây. Đó. Bông tròn cánh. Thằng này cũng một thời hot nè. Hồi Tết này mấy anh em ở quận chào Vũng Tàu vô xin giống quá trời luôn. Cúc đọt đỏ. Cúc đọt đỏ. Cái này nó bị bỏ chỉ ha anh. Nó nói chung mà hôm nay mưa đó có cây này bị lá nắm bệnh nhiều. Còn mấy cây hai sao cái bên nó không bị? Nó cũng bị hết đó chứ. Không, bà chỉ nè, có một cây này bị à, còn mấy cây xung quanh không thấy lây ra. Nó lá này nó hơi nheo, hơi nheo à. Nó mấy bữa bị nắng á, mưa quá trời nắng lên nó bị
Bây giờ coi tiếp cái giảo 24 của ảnh nha anh chị. Nè, cái mình tìm hiểu đúng một cái loại giảo luôn. Đây là 24 nè. Đó. Thấy mình cắt không? Mình cắt cái chèo nó ra nè. Cắt cái chèo ra quá trời luôn. Mình không cắt là không ra chèo, mình chặn nó cái là chèo ra quá trời luôn. Cái này cũng cùng đợt luôn hả anh? Đúng rồi, cùng đợt đầu á. Đợt đầu luôn. Đây cũng cùng đợt đầu nữa nè. Nếu vậy cái cách anh nói là coi như mình áp dụng cho tất cả những cái giống khác là cũng y vậy luôn đúng không? Thì cũng có thể như vậy, ý là mình làm đặc biệt cho cái giống 24 này, tại vì giống 24 này nó đi nó lại cái nách lá nó hơi thưa. À, nếu mà để tự nhiên đúng không? Đúng rồi, còn dưới nó mạnh, nó sung quá đó mà mình không có chặn cái đầu nó nè. À. Là cái đầu nó tiếp tục nó ra là những cái nhánh này nó lên không được. À. Đó, như này, như nhánh này thấy không? Cái dấu tôi chặn ở đây nè. Đó. À. Tôi chặn cái đọt cái đó đi, đó là bốn cái chèo này nó sẽ ra. Rồi mà nếu mà thích nữa khi bốn cái chèo này ra đủ như cái chèo này nè, đó nó ra đủ nè, tôi ngắt đây cái là nguyên cái dàn chèo này nó ra nữa. À, là nó sẽ nữa. Đúng rồi, nó là nó sẽ bít cây kính cây là nó sẽ tự động. Cái thứ hai nữa mình sử dụng thuốc nữa, sử dụng thuốc đừng đừng để nó xì đọt quá là nó sẽ tự động lại giảm cái độ sung nó lại là nó kín cây chèo nó ra thôi. À, thuốc mà cho cái đạm ít phải không anh? Đúng rồi, đạm ít lại. À. Mình cho như te trung vi lượng. À. Kẽm đồng sắt rồi đó. Dạ. Là kẽm nó cho cứng cây nó ấy lại. Vậy đợt một của anh thấy có 2 cây à? Đâu nhiều, còn nằm dưới kia nữa mà. À, không biết. Đợt một được mấy chục cây anh? Đợt một thì chắc không được 20-30 cây gì thôi chứ không nhiều. Tại đợt một đợt đó là chưa có lấy cây giống về, là cái đợt trồng chung với cây trong bồn á ha, của rồi, tứ quý hả? Đúng rồi, ông Tú nè, ảnh đi lấy trước đâu coi chừng từng lễ đó. Vậy là cái này sao tôi lấy sao vậy? Sao cây kia là lá bự quá mà cây này nhỏ xíu vậy? Nó có vậy, cây kia là hồi đợt đầu là ảnh cho đi đọt phao nó bự hả? Đúng rồi, với cái cây kia nó có thể nhiều khi nó ghép lá tứ quý không chừng. À, với là vô bồn tứ quý giả, lại thời gian gần đây mình chăm sóc nó hơi đặc biệt chút để Tết nay làm bông cho anh em xem chơi đó. À. Cái test bông coi cái giống nó bông có chuẩn không hay bông như thế nào đó. Cái cây cái ghép đợt đầu chung với cây này là thấy tài còn muốn bự hơn cây này nữa. Cây này nhưng mà cây này đó khỏe là anh chặn cho nó nhặt đúng rồi. Cái này thật sự cũng mới chia giống cho thằng em nên có dấu cắt nè, mới dấu cắt á. À. Chia giống cho thằng em á, nó về nó nhân giống nó chơi đó. Rồi cái đợt hai anh để đâu? Đợt hai để bên này, mình qua coi đợt hai. Qua coi đợt hai. Đợt hai thì nói chung đợt rồi nó ra dài quá, tôi cắt tôi bỏ hết. Nay nó mới vừa ra lại. Đợt hai cách đợt một bao lâu anh? Chắc cũng mấy tháng à, nó chắc cũng 4-5 tháng gì đó. Mình nhắm cỡ đó đó. Là nó sao quá, nó non hơn á. Ừ, nó non hơn tại vì nó mới ghép đây có khoảng gần 5 tháng à. À. Còn cái này hơn năm lận. Cái này đợt hai này ghép nay chưa đầy năm, mới mấy tháng à. Nó khoảng tầm 5-6 tháng đổ lại à, không hơn. Nãy em nghe nói anh có nay có thêm một cái giống Thủ Đức mới nữa hả? Đúng rồi. Nói chung cái giống này lâu lắm rồi mà mình không có ấy á. Cái giống này chắc có lẽ cái tên nó cũng hot hot. Tên hot hot luôn hả? À. Để chút nữa xong cái clip này em sẽ quay cho anh chị đi tìm coi cái giống Thủ Đức mới của anh là gì nữa. Già quá trời chân nè. 2 4 6 như 8 chân phải không? 8 chân. Chút xíu nữa mình coi lại cây này anh. Rồi. Đó. Giờ mình đi đi xem cái đợt hai phải không anh? Đúng rồi, đợt hai, cái này đợt hai. Đi trước đi nè, đi trước con. Ồ, biết nghe lời ghê không? Nay nguyên bầy của anh là được mấy con cháu bệnh này? 4 con. Nhìn nó lanh quá. Đây. 5 tháng. Ừ, cỡ đó đó.
Cái này bữa hổm nó ra dài quá tôi mới chặn vô. Này ông chị. Mới bằng bự hơn cái đầu bự của đất, cái đầu đủ ha. Ừ. Chèo nó ra kiểu gì thì đâu có trống đâu. Chèo nó ra kiểu gì là bít cây. Cái này là trái là do sao anh? Cái cây nó yếu, cây mẹ nó yếu, cây gốc nó yếu. Cây đó do gốc. Mấy cây này mạnh à. Nhưng mà nó vẫn có cái bạc lá là cái bạc lá này do chắc nghĩ do thuốc á. Do thuốc á. Ừ. Mình trộn thuốc nó ấy. Nó hơi nhiều hả? Ừ. Này là nó cái do vàng. Thuốc chứ không phải do phân. Cái vàng thứ hai của ảnh nè. Ừ. Đó, dài thứ kia. Thằng thứ hai chắc cũng được có chừng 50 cây á. 50 cây. Là cái đợt mà xả giống về lấy cây mẹ về đó, xả giống lấy cây mẹ về đó. Được mấy cái đọt nè. Đó, đọt gin của nó đó, đọt mình đúc ra đó. Được mấy cái đọt. Hình như 2-3 cái đọt à, chứ cũng không có nhiều cây mẹ cắt ra được 2-3 cái đọt. Mà đọt là đi giữ không anh? Cái đọt đó là mình làm cây gin được. Thí dụ mình đúc nguyên cây gì đó. Một làm cây hành thì nó lớn nó lên không? Đúng rồi. Là nó hành nguyên như một cây mẹ nó vậy. À, móc là nó liền cốt lên luôn. Đúng rồi. Vậy là cái đọt nó lên mạnh hơn không anh? Đúng rồi, đọt lúc nào cũng lên mạnh nè. Cái đọt nó cắm này, đọt nó bự ngón tay út luôn anh. Đúng chị rồi. Mấy tháng thấy nó ra cũng tốt, sung lắm. Giờ chỉ còn test bông cho anh em coi là ok. Rồi cái đợt ba của anh là được bao đợt bao, bao bao lâu rồi? Mới ghép. Mới ghép hả? Nay à. Bắt đầu háo bọc nè, nay được 3 tuần rồi, 20 ngày rồi. Rồi cái cây gin anh để đâu? Bữa thấy anh để ngay đó mà đâu mất tiêu rồi. Cây gin để bên hông nhà đó, khi ra ngoài bên hông nhà. Rồi mình lỡ mình xem lại cái cây gin của ảnh luôn anh chị. Bảy mươi hai cây đó là anh để ở vườn khác là xa đây không? Chắc khoảng cây số đó, đi vòng vô đó, vòng qua bên kia kinh. Bữa anh nói là anh có mấy vườn tất cả? Vườn thì có tới 4-5 vườn lận. À, bên đó bự bằng bên này không anh? Thì có chung lứa với cái này nè, chung lứa với... Không, ý nói là cái vườn không? Vườn bự bằng bên này. Vườn không? Bên đó thì nửa mẫu. À, thì nhỏ hơn bên này. Nhỏ hơn này. Mà mấy vườn bên kia thì mỗi vườn mẫu mẫu mấy. Nè, còn đây là mình mới nhân giống đợt 3 đây nè. À. Đó, nay nó ra cũng ngon lành lắm rồi. Cha, vậy là cái giỏ 24 của anh là anh cũng đầu tư chuẩn bị ra dữ đúng lắm rồi nha anh chị. Bữa nay chắc phải hơn 100 cây à. À. Nè, nay nó lên ngon lắm. Mới ghép được ghép nay được 20 ngày rồi. 20 ngày. Ừ. Nè, để cắt cây cắt cái luôn ha, 20 ngày đủ cắt rồi ha. Đúng rồi, tháo bịch luôn nè. Anh để dưới lưới rồi anh tháo luôn à, anh gì. Còn nếu mà để ngoài nắng được không anh? Không, riêng cái thằng đúc đọt này thì để ngoài nắng. Mà để ngoài nắng không được. Còn riêng mà ghép cách Thủ Đức á thì nắng mưa không sao cả. Ghép mắt đó không? Đúng rồi, ghép bò đó. Đây, để đây ngon lành luôn anh chị ơi. Đó, gà đã không? Nay 20 ngày rồi đó. Đó. Vậy cái 3-4 ngày sau cái mình đưa ra nắng được rồi. Rồi sẵn mình coi quan sát coi ảnh cắt hết thử kia coi được mấy phần trăm rớt nha anh chị. Nè, này đậu ha, 3 cái đậu nè. À. Hai cái đậu 5 bo nè. Nói chung mình ghép bo nhà đó nên mình không có tiếc bo. Mình ghép hơi nhiều bo. Hơi nhiều bo. Đúng rồi. Dù sao điều kiện giống mình cũng có.
kiểm tra anh chị ha. Chắc không có gớt bao nhiêu đâu. Cái này đúng đông đóng thân nè. Nhánh này nhánh đóng thân nè. Đó. Đây nhánh này đâu cũng đóng thân, còn sống nhưng mà nó hơi yếu. Còn nhánh này ra bít hết à. Đóng thân. Đây cái đóng thân này cọt cũng cực mà háo cũng cực nữa. Vậy là anh chỉ sợ cái đóng thân chứ phải không? Ừ. Nó ra trễ nhất phải không? Ừ. Còn có cái bo đó là nó chậm sao chậm à, chứ bo đây nè nó cũng đóng thân nè. Nó lên xanh lè hết nè. Lên đã. Rồi rồi. Ảnh là anh tháo một cái là tháo hết luôn. Chứ đúng không rồi. Có tháo mà mình tháo xé góc gì luôn. À. Cái nào hư là cho nó hư rồi, cái nào ấy, hư là cho ấy nó hư mình ghép lại ha. Đúng rồi. Hư là coi như bỏ. Chứ kiểu như là cho mày cứ khỏe đi là tao nuôi, còn đúng không rồi. Khỏe là tao dục luôn. Mình làm lòng lọt vậy. À. Nhưng mà mình làm cũng ít có bị hư lắm. Đây. Nãy giờ thấy có một cái thân này là nó hơi yếu nè anh chị. Ừ, đấy, nó chưa. Hồi này đây cái yếu rớt nè. Đúng rồi, cái này rớt. Đó, vẫn có rớt anh chị ơi. Đó. Cái này nhưng mà nó đậu lên cái. Nhưng mà nó lên chậm. Cái này đậu được cái mà. Đậu được cái. Ừ. Thì có rớt một cái anh chị ha. Và bị đen nè. Còn cái này nó không có chưa chết nhưng mà đại khái nó chưa lên. À. Neo nó bữa hai bữa. Còn cái dưới đây nữa nè. Ừ. Dưới đây là nó lên chưa anh? Chưa lên phải không? Nó cũng còn hơi chậm để háo luôn rồi. Như mai mình cũng dư tàn. Lên không? Thấy không xanh xanh đó không? Bên này nó lên. Ừ. Bên kia thì hơi chậm. Đúng rồi. Đó. Ừ. Bên đó là 2, 3 bo. 3, 4, 7, 3, 6, 8. 11. 23, 4, 15, 16, 17, 17, bên này 4, 21, 23. Mình ghép nhiều bo lắm. 27, 29, trời ơi, 29 với 6, 35 bo. Đây, làm tiếp cây nữa cho coi. 47 bo, 48 bo, 49, 50. 55. 55 bo anh chị ơi. Anh ghép cây này 55 bo mà rớt hết một bo. Với hai bo là còn chậm. Đó. Đây. Mình với anh Tú nói chuyện với nhau cười lắm. Mình thích Trung Quốc. Mình thích Trung Quốc là sao? Là vì mình ghép nhiều cùng lắm bỏ bớt chứ còn ghép ít mà lộ gũi nó bị gớt cái dậm lên không ngon. Một nhánh mình ghép 2 3 bo, 3 4 bo vậy đó. Ví dụ mốt có lên đủ hết cái mình vớt bo 2 bo mình bỏ. À. Mình chừa cái nào mạnh á mình để. Còn yếu mình vớt bỏ. Đó, đã không? Coi như tỷ lệ anh ghép rớt là bị rớt 2% nha anh chị. Đó. Cây này 55 bo mà rớt 1 bo ha. Cây này chắc không gớt bo nào rồi. Chậm thì có chứ còn gớt không chắc không gớt bo nào. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Và đó là cũng hai mấy bo đó anh chị. Hai mấy bo. Hai mấy bo không có rớt. Còn cái này hơi chậm thôi nè. Nhưng mà nó cũng lên nè anh chị thấy không? Lên. Nó cũng lên, nó hơi chậm chút mà cũng lên nè. Ồ, đây, có rớt một bò đây. Rớt một bò anh chị ơi. Đó, trong nhiều bò cũng sẽ có rớt một bò. Thấy không? Ví dụ mình ghép hai bò đi, lỡ rớt này, còn ghép một bò rớt đi luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Em xin phép được giới thiệu gói đi 90 tới quý khách trong ít phút được không ạ? Không được đâu. Tự động, giờ nó điện thoại tự động luôn. Đây, cây này cũng rớt bò luôn. Rớt bò bên này. À, cũng rớt bò bên đó luôn, một bò.
Đó, cái lợi thế của mình là vậy á, mình ghép hai bo hai bên Dạ. mà làm nó có gớt bo còn bo đây nữa đó, gớt bo. Gớt một bò. Nhưng mà vậy thì nếu mà cái cây mà không rớt là mốt mình có bỏ Cắt bớt bớt, không? bỏ bớt, Bỏ nếu bớt. mà nó lên cái mình bỏ bớt. Cây Cắt này cũng bớt. hư bò. Cũng hơn bò. Lúc nào cũng có sẽ có cái tỷ lệ rớt anh chị thấy không? Rồi Nhưng đó. mà cây hơn bò là cũng ok rồi đó. Hầu như nó lên đều hết. Đó là anh ghép được 3 đợt đó anh chị. Rồi mình ra ngoài mình xem cái cây cây giống của anh nha. Rồi. Đấy. Nay mấy cây này sắp tới chừng nào mình mới giao lưu mấy cây này anh? Nói chung bắt đầu giao lưu rồi đó. À. Anh em nào có nhu cầu thì mình vẫn giao lưu. Cỡ mấy cây này là tầm khoảng nhiêu thì mua được anh? Thì nói chung cái giống 24 này nó cũng hot hot, nếu mình lấy cây cỡ chừng triệu mấy 2 triệu gì đó, tùy theo bao nhiêu ít. À. Cây mình đóng nhiều thì mình tính nhiều, ít thì mình À, đóng ít. nãy giờ thấy ảnh đóng hơi bị nhiều á. À, nãy cây kia cũng 50 mấy bo đóng gì dữ vậy ta. Đóng cho nó dư mà. Đây cây mẹ nó đây. Cây Là mẹ cây nó này cây bữa. tú nào anh? Hả? Không phải phải cây này không anh? Đúng rồi, cây của anh Tú, anh đưa làm bông để test bông Tết cho anh em nè. Bạn năm tính ra cây này anh cũng làm nó hơi trễ phải không? Thấy dài quá trời nè. Nói chung là lúc ảnh còn làm quả ảnh chắc anh nuôi tàn cho nó dài để lấy bo đó, Nó đi quá rồi trời đi luôn nè. rồi vô đây mình mới thúc lại đó, thúc lại cho nó ra nút, nút thấy cũng được á, nút thấy cũng khá khá đẹp á. Anh dở nút lên cho bà con xem. Nói chung nút nó nè, mỗi lá nút nè, không À. nó cũng có nút chứ không phải, tại vì nút nói chung mình ở đây thì mình làm nó hơi trễ. Nếu mà mai mình muốn thấy nút là phải tháng 11 mới thấy được cái nút. Cây này coi như để test bông á. Đúng rồi, để tách mông anh Tú anh đưa vô làm để tách bông á. Rồi cái cây 24 là Rồi, thẳng vào đó, cây mẹ bên anh đi đó. trước đi. Rồi. Đi đường bên đó chắc. Đây cây mẹ ở đây, mới cắt À. nay được 20 ngày. Cắt đợt giống ghép vừa quải đó, nay 20 ngày quải tháo băng á, nay lại xì tiếp à. Nay đây ra đây à. Nay đem qua đây à, đem qua cho đủ nước nè, đợt nay xì cắt bắt đầu xì nè đó. À. Nay 20 ngày đó, ghép kia 20 ngày, nay cắt 20 ngày à. Cây này tính ra cây này là anh chặn anh cắt thường xuyên à, nó phải đi chèo nhiều phải không? Cây này lấy giống cũng mới cắt lần đầu á, chứ lúc mà mới lấy về đợt đầu á thì đợt thứ hai đó thì cũng nó lên nè, này là mới cắt là lần đầu á. Nè mới cắn đợt đầu anh Đúng rồi để tới gần 20 cm nó mới chặn đúng nè. rồi, nó ra dài cái cắt để em lấy giống đó đó, rồi nay mới bắt đầu ra lại nè. Nè cây này cũng 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 đợt hai nè, nó đó bẻ kẽm bị dập lá. Này cũng cùng đợt nè. Đúng rồi, đó đợt hai á, đợt lấy cây mẹ về á. Bữa trước nhớ trong clip trước có ai điện cho anh nói về cái cây này người ta phàn nàn cái gì quá em quên không Nói chung nó khỏe quá, nó đi nhánh hơi dài á, ta. À. nó ít Rồi ra nhớ rồi. chèo mà đi ha, nhánh dài á. Bữa nhưng như mà nhưng mà là anh nói là cái này nhánh nó nó dài dài quá, nó quá quằn á, à, bên 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 nó bị rớt phải không? bên ấy nè, anh nhìn cái nhánh nó ra đi, chèo nó vẫn ra chứ bộ, mà quan trọng mình muốn lấy hay không nè, chèo nó ra nè. Đúng không? Nếu mình À. muốn lấy chèo nhiều thì bấm ngay đây cái hai cái chèo nó ra. À. Chèo nó vẫn ra tốt quá chứ. Sợ nó dài Chèo quá vẫn nó có nè. quằn xuống mà nó rớt xuống phải Đúng không? rồi. Thì mình nuôi lấy bo mình phải cho nó dài để mình mới lấy bo được. Thì nó cây nào cũng vậy, dài quá thì nó quằn thôi. Còn cái chứ cái xương này nó cứng mà. Xuống này mà so với ở đây anh đâu có siêu bông Sài Gòn hả? Không, siêu bông Sài Gòn mình không có. Ừ, cái siêu bông Sài Gòn là em quay nhiều vườn thì cũng nghe nói là cái siêu bông Sài Gòn là cái xương của nó mềm. Không, cái thằng này thì xương nó không có mềm đâu, cũng cứng lắm.
nhưng mà đại khái nó mạnh quá, nó đi ra hổn á, nó đọt có ra hổn thôi chứ nó cũng cứng lắm. Nếu mà nó cứng vậy là mình phải sửa thường xuyên chứ, đúng để rồi. Cho nó ra bự là mình đâu có sửa được ha anh. Tại cây mai này, cây mai nguyên thủy á, cây mai mẹ đó, như cây mai đất vậy á, mai tàn vậy á, mình cũng đâu có cần phải vẽ kẽm như mai ghép đâu, cũng thả tự nhiên đó. Cái đọt đi thẳng anh chị, cái ba cái này á là mình chừa mấy cái đọt để lên mình lấy cái đọt á. Cái đọt có giá trị gấp mấy lần cái nhánh. Nên tôi cắt tôi chừa lại ba cái đọt. Nè, đây là một cái nè, sau này ra đây cái đứng lên luôn. Cái cây này cũng vậy, tôi chừa sau này ra đứng lên. Cây này cũng vậy, chừa ra sau đứng lên. Sau rồi lấy cái bò đó. Thường thường những cây giống ở đây tôi không có cắt đọt. Vậy ba cái này anh chọn một cái thôi chứ. Không, để lấy giống mà. À, để chưa lấy giống có làm chứ, cứ cho nó ba cái luôn. Đúng rồi. Cho nó bự lên luôn. Nó còn trong thời gian mình là nhân giống á. Nên mình chưa có làm cây cho nó đẹp. Rồi đó, bây giờ để lấy giống. Anh chị vừa mới xem qua là ba cái đợt ảnh nhân giống ra của giảo hang bốn cánh. Bây giờ anh rút lại cái vấn đề mà bà con mà thắc mắc ở đầu lại luôn ha. Đấy, xong rồi mình sẽ đi xem tiếp 72 cây mà anh chuẩn bị dâng ra tượng đài Bác ở Nguyễn Huệ nha anh chị. Bây giờ anh Phương anh rút lại vấn đề cho bà con cái luôn. Thì đó, mình muốn chia sẻ với bà con vậy đó. Ví dụ cái nhánh đi, mình không cắt, mình để dành mình lấy bo thì nó ra dài riết. Thì cái nhánh này nó dài thì cái nếu mình để đọt dài thì cái xương nó không có mập được, thì cái nhánh này nó yếu, nó sẽ quằn. Còn bà con mình mà muốn ra chèo nhiều gãy á, chứ cắt giống vậy đó, đồ cắt đồn vô là chắc chắn chèo nó sẽ ra nhiều. Còn cái hàng này á, do nó sung quá đó, anh em có thể giảm bớt cái lượng phân của nó, giảm bớt cái lượng phân đó cho nó ra đầm lại là chắc chắn là chèo nhánh nhét vào nó cứng hết. Tại vì nhánh nó cắt vô cứng lắm, cứng ngắt à. Nhưng mà vậy là đâu phải là cái giống nào là cũng vậy đúng không? Nó tùy đúng giống rồi, không? Tùy giống, giống này là nó đi mạnh lên, cái đoạn nó đi mạnh thì mình đúng phải rồi. Chặn lại. Đúng rồi. Nó mạnh lắm, nó ra kinh luôn à. Mà hồi nãy là anh có nói là bữa nay là có cái giảo Thủ Đức mới nữa ha anh? Đúng rồi, thấy cái này ngộ ngộ mình muốn chia sẻ cho anh em mình vậy thôi. Mà bữa nay vậy là tùm lum chủ đề quá, hay quá. Cái cây đó là để lâu lận anh? Ở đây nè, bên đó ha. Bây giờ ở cái clip bắt này luôn. Bây giờ mình sẽ tạm kết thúc cái clip ở đây nha anh chị. Rồi giờ em sẽ đi quay cho anh chị cái cây mà giống mới của ảnh, rồi sau đó sẽ đi thăm 72 cây ở dân ga tượng đài Bác ở Nguyễn Huệ nha. Rồi mình chào bà con cái. Rồi, cảm ơn anh nha. Chào bà con.